Hello anh em, lại là Minh Phụng Music đây. Hôm nay sẽ là một video vô cùng hấp dẫn mà team dành tặng cho toàn bộ khách hàng thân mến. Chuyện là nhân dịp tựu trường chào đón năm học mới, Minh Phụng Music có chuyến đem đàn organ Yamaha BSR F52 số lượng khủng đến với trường Bamboo tại quận 12. Tuy mẫu đàn trong video lần này không có giá thành cao, nhưng giá trị mà F52 mang lại cực kỳ xứng đáng. F52 không những là một chiếc đàn thú vị mà còn tạo cho mình những nét mới trong buổi review giao đàn đến trường ngày hôm nay. Nào, cùng theo chân tụi mình thôi. Tại showroom 98 Bành Văn Chân, đội ngũ đang mang cẩn thận từng cây F52 chất lên xe để khởi hành. Con đường từ nhà tới trường giống như một người bạn đồng hành, chia sẻ những niềm vui, nỗi buồn của thời học sinh. Chuyến đi giao những cây đàn organ ngày hôm nay như mời gọi đội ngũ quay trở lại những năm tháng tươi đẹp của tuổi học trò. Kỷ niệm tuổi thơ đã từng trôi qua êm đềm như bất chợt ùa về trên con đường đến lớp. Đến trường Bamboo rồi, cùng mình tham quan và ôm lại cảm xúc thời học sinh nhé mọi người. Bước vào trường, trước mắt mình hiện ra là cảnh sân trường rộng rãi, ngập tràn ánh nắng tự nhiên. Nào, hãy cùng chúng mình tham quan lại một vòng cơ sở vật chất lớp nhạc được trường tin tưởng hợp tác cùng Minh Phụng Music nhé. Bamboo School đem đến cho học sinh mọi không gian xanh với cơ sở hạ tầng vô cùng hiện đại. Đây là hệ thống trường hội nhập quốc tế mang quy mô 6 cơ sở, đơn vị đã có hơn 15 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực giáo dục cho hàng ngàn học sinh đang theo học. Không những F52 mà bất kỳ mẫu đàn organ nào cũng xứng đáng để ươm mầm tương lai cho các em. Cảm ơn Bamboo School đã tạo điều kiện cho Minh Phụng Music để hoàn thiện video đầy ý nghĩa này dành cho quý vị khán giả trong dịp tựu trường năm học mới. Sẽ chở đàn F52 đang chậm vào trường. Bạn nhân viên bên mình đang cẩn thận mang từng cây organ vào trường và sắp xếp gọn gàng, ngay ngắn, tỉ mỉ ở trước sảnh. Như mọi người đang thấy, đây là số lượng đàn được trang bị cho mỗi lớp. Nhìn hoành tráng quá đúng không các bạn? Trước khi tìm hiểu thông số của cây organ này, thử khui thùng xem bên trong em nó như thế nào nhé. Và đây là toàn bộ về đàn. Khám phá thông tin chi tiết của F52 nhé. Đàn thiết kế gọn, dễ dàng cho các em sử dụng trong học tập cũng như vui chơi. BSR F52 còn sở hữu nhiều tính năng dành cho người chơi ở mọi cấp độ chuyên nghiệp. Đàn còn được trang bị 144 tiếng nhạc cùng với 158 điệu và 69 bài hát được cài sẵn trên đàn. Nhiều chức năng đa dạng cho việc học tập của học sinh như ngân dài qua bảng điều khiển, máy đếm nhị, bộ đẩy âm. Khi mua F52, bạn còn được tặng sách nhạc kỹ thuật số được cài đặt miễn phí ở trang web Yamaha. Ngoài ra, chính sách bảo hành vô cùng hấp dẫn với 12 tháng bảo hành đến từ Yamaha, giao hàng và lắp đặt miễn phí. Đôi khi những video giao đàn đến trường học lại mang đến cho chính bản thân mình những kỷ niệm đẹp của thời học sinh đã qua. Với những tính năng dễ tiếp cận và giá cả phải chăng thì F52 xứng đáng là một trong rất nhiều lựa chọn dành cho các em. Và như thường lệ, nếu có bất kỳ câu hỏi nào, mọi người hãy để lại comment, chúng mình sẽ cố gắng phản hồi sớm nhất có thể. Hãy like, share, subscribe để tạo cảm hứng cho đội ngũ trong các video mới nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.